Có buổi chín ơi, chú nuôi trường chị mai mụn, phiền ơn. Thấy cả họ. Hi mong trường chị mai dù khen khóng ở xin thị. Ngài chú thay cả xin nhận khoai lọc. Trường chị mai hò xin xăm phú mạng. Mai hò thiểm bàn em ạ. Tháng đó kỷ niệm gì hả? Đó số nhìn cả gì? Chọn mùa nó. Ừ, cầm bố nhìn cả lời bái nhận. Kiếm kỷ tên bái nhận gì hả? Đại lạ chế sức kiểu hì bụ khá. Hê đại đồ chế sức kiểu hò kể dù mẹ cầu hết đó. Mẹ chế xếp kiểu gì mẹ kiếm nhị cho phùng xăm bọc. Mẹ chế xếp kiểu giấc mẹ kiếm chì phọc. Nhị phương kỳ phùng bọc chỉ giấc mọ thuy. Chỉ giấc mọ liền nhạc phùng bọc. Cô sợ chỉ xí cái xeo xìm. Chúng chị mới chỉ cả cái chính phủ và dù ham chỉ cả một cô cả. Giá ẩm xì châu khi chính chị phèn dù hi bài nhận. Chúng mới nè. Dìm bí tỏ. Để cái tình tỏ chế xếp kiểu anh nhìn à hả? Cái nhìn xu kênh cả tỏ. Chúng kiến hạ cái tình huống, xin chào xin chào cả, xin chào bạn chủ, ở đây, vị trí, xin chào cô, bữa nay cái này không có, khi nghỉ kỳ, đan hạ cái này không có, cầu thiên, cái này không có, dùng về à, kỳ, đơn giản. Chắc chắn kiếm bốn nhận kỳ phí chắc cái học sức xong chắc cái pha chú hề chung chú hân phụ yếm xếp mạng xếp xâm đo xếp mạng chất xin kinh anh em gặp Rân vầy phong yếu sở mình Rân tờ ai xin mê yếu bì chất cơ đá tờ Nì mến vừa 遵循我所吩咐的，就是我的朋友了。以后我不再称你们为仆人，因仆人不知道主人所做的事，我乃称你们为朋友。因我重复所听见的，已经都告诉你们了。出来第十三节，主耶稣讲：好的朋友唔系单单安慰，也唔系单单分人家一件东西，但系佢愿意舍弃。一次给一面实在是无安怪遇到安样的朋友越像耶稣基督讲的反过来多数就是那就一直人心功啊安多人家人家的朋友他起来比也是安多人天气但是当佢失败嘅时候啊，一集过一集，不用平气。在路加福音十五章十一到三十二节，耶稣基督提出一故事，佢喺讲到一集有钱人嘅后生子，当佢失败变到穷嘅时候，冇人家睬佢。当结累还很多，朋友也很多，但是当结没爱又没爱，
控诉阿拉家，这责任就无来纠结。这个人个迄个感谢就，因为多见本人起来写时间，你创意就好生气种。结果呢，结巴恨接转机，全部以真贵爱来感谢感恩上帝。各位亲爱的弟兄姊妹们，下面见到遇到有遭遇到那个困难，莫灰心，即个来到上帝的面前来求佢。这个主是真的朋友，他不是无通心急的人的要求，错了是不接。上帝说这个不是仆人的，这个心急的人就是这朋友。耶稣基督愿意牺牲他自己的命，未错时间，当期是错十时间上，他已经做了那个榜样本质的，这个应该爱来听用，这个就爱写，全前全后的人，阿弥。Sekali lagi, oh kasih, oh ajaibin. Oh ajaibin.